chuyên viên quốc tế bắt đầu làm việc tại nơi phi cơ MH17 rơi, tiến từ Donetsk. Mặc dù quân đội Ukraine và dân quân ly khai tiếp tục giao chiến, chuyên viên quốc tế đã bắt đầu làm việc tại nơi chiếc phi cơ chuyến bay MH17 của hãng Malaysia Airlines bị rơi ngày 17 tháng 7. Đây là nhóm chuyên viên đông nhất đã tới hiện trường. Những con đường tới hiện trường đã rất nguy hiểm trong các ngày qua vì những trận giao chiến lớn trong khu vực. Trong đêm qua, dân quân đã phục kích quân đội Ukraine ở Saktas là 10 quân nhân tử thương. Saktas là thị trấn nằm gần phi cơ rơi nhất. Một sĩ quan Ukraine nói rằng ngoài 10 người chết còn có 13 quân nhân bị thương và 11 người mất tích. Toán chuyên viên 70 người gồm chuyên viên Hòa Lan, Úc, OSCE và toán chuyên viên tiền phòng đã lái xe từ thành phố Donetsk tới hiện trường và chỉ ở tại hiện trường một tiếng đồng hồ vì giao chiến diễn ra tại một nơi rất gần một hiệp ước kéo dài thời gian đình chiến đã đạt được qua cuộc đàm phán tại thủ đô Minsk của Belarus giữa Nga, Ukraine, dân quân ly khai và OSCE tạo một hành lang nhân đạo tới nơi điều tra.